một quán bún bò Đà Lạt ngon ngay cạnh dốc ga. Khuôn viên sân vườn rất là đẹp ha. Chúng ta ở villa này thì chúng ta có một cái không gian sân vườn. Villa August, Villa Tháng 8, một villa phong cách Nhật Bản tuyệt đẹp. Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh của Nhân Lai Cà. Em là An, cũng có những cái không gian riêng tư và cũng có thể đi ra chợ mua những cái đồ theo thì để bạn Nhân sẽ review tiếp. Phòng ốc sang trọng, dễ thương. Thì chúng ta sử dụng nhưng mà thời tiết mùa này. Như vậy là chúng ta có 2 đôi và 3 đơn. Chào quý vị, sáng hôm nay thì thức dậy thì thằng bạn gọi điện vào ăn bún bò. Cho nên là Nhân tiện thể đây quay và giới thiệu đến quý vị luôn. Bún bò nằm ngay dốc ga 17 đường Nguyễn Trãi. Bún bò Huế 17 Nguyễn Trãi. Sáng sớm thằng bạn gọi dậy để đi ăn bún bò đấy. Ngay dốc ga luôn. Cam kết không hàng đông lạnh. Để ăn xem như thế nào nha. Đây có lẽ là một quán bún bò mà cũng ít người biết, vì nằm ở một cái vị trí là ngay vực dốc ga gần ga Đà Lạt. Quán bún bò này rất là ngon, đồ ăn tươi mới, đặc biệt là giò, không phải là giò đông lạnh, giò heo mà mua ở ngoài chợ. Chứ mấy cái giò mà cưa cưa rồi cắt bằng bằng thì Nhân rất là ngại ăn, và cũng đặc biệt là ngại ăn giò đông lạnh. Ở đây bún bò Huế này có chả nè, có giò heo, có thịt bò, có bún nè, rồi có thêm một tô xi quách nữa. Nhìn tô xi quách rất là đã luôn. Ăn xong no để có sức để đi quay một căn villa tuyệt đẹp để giới thiệu trên kênh cho quý vị tham khảo. Chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lai Cà. Nhân đang đứng ở trên con đường Trần Hưng Đạo quý vị. Phía sau lưng là bên này là khách sạn Palace, sau lưng là cây anten của VNPT, nhà thờ Công Gà quý vị. Nhân sẽ xuất phát ở ngay vị trí này. Thì hôm nay Nhân sẽ ghé review một tiếp tục là một căn villa phong cách Nhật Bản, có cái view phố cũng khá đẹp. Thì thường các cái căn villa nó nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt, cách chợ đêm, rồi cách khu Hòa Bình, Hồ Xuân Hương, khoảng tầm 1,5 cho tới 2-3 km là những cái vị trí đẹp. Thì hôm nay Nhân tiếp tục review và giá cũng rất là hợp lý luôn. Rồi Nhân sẽ để số điện thoại cho quý vị liên hệ ha. Và bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ vị trí này. Mời quý vị cùng đồng hành. Nhân đang đi từ con đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo. Đây là con đường rất là quen thuộc trong các video của Nhân ha. Trước mắt đó là khu vực nhà thờ Công Gà, nhà thờ Chánh Tòa, rồi VNPT, vân vân ha. Trước mắt chúng ta đó là Hồ Xuân Hương. Bên này là quán cà phê Nhật Nguyên rất là nổi tiếng nè, Hồ Xuân Hương. Nhân sẽ rẽ qua phía chợ đêm Đà Lạt. Mùa này thời tiết Đà Lạt cũng khá đẹp quý vị, đặc biệt là trong tháng 8. Thường thì tháng 8 mưa nhiều, nhưng mà Nhân thấy là tháng 8 năm nay thời tiết rất là đẹp luôn. Có hôm thì sáng nắng chiều mưa, có hôm thì không có giọt mưa nào luôn quý vị. Thời tiết tháng 8 quá đẹp luôn. Và bây giờ là cũng là những cái thời điểm mà cuối hè rồi. Bây giờ là bước qua những ngày cuối tháng 8 rồi, qua tháng 9. Tháng 9 thì chúng ta cũng thấy là có một cái lễ, đó là lễ Quốc Khánh. Nghỉ Quốc Khánh 2 tháng 9 thì nghỉ tầm 4 ngày, 5 ngày luôn quý vị. Cho nên là cũng sẽ có nhiều du khách đi tham quan du lịch. Nhân tiện đây thì review một số các cái khách sạn, homestay và villa để cho quý vị tham khảo. Bây giờ Nhân sẽ đi từ ngay khu vực Bùng Binh Nước, ngay khu vực chợ đêm để đến căn villa mà hôm nay Nhân giới thiệu ha. Thì từ vị trí này mà đến căn homestay thì khoảng
căn villa nhà nguyên căn mà hôm nay Nhân giới thiệu thì khoảng 2,5 km. Nhân sẽ để trên Google Maps cho quý vị xem luôn. Hiện nay thì ngay khu vực ấp Ánh Sáng này, người ta trồng hoa sung xanh, mai mốt nó lên nó có một cái màu tím rất là dễ thương. Khu vực ấp Ánh Sáng thì giải tỏa cách đây hơn 20 năm rồi, từ năm 2000 quý vị. Từ năm 2000 cho tới giờ là 24 năm rồi. Nhưng mà vẫn chưa có một cái dự án, rồi khu vực bên trong thì vẫn chưa có giải tỏa xong, vân vân ha. Bây giờ Nhân đi từ ngay khu vực Chợ Đêm mà đi tới căn homestay luôn, để cho quý vị có thể dễ hình dung được cái đường đi. Thường thì Nhân review những cái gì thì Nhân review nó khá là chi tiết, từ đường xá rồi ưu nhược điểm của những căn homestay hay là những cái căn khách sạn để cho quý vị tham khảo. Video thì nó YouTube thì nó cũng khá là dài, cho nên là review nó sẽ chi tiết cho dễ hình dung ra và dễ mường tượng ra để mà mình có một cái sự lựa chọn chính xác hơn so với những tấm hình ở trên Facebook, trên fanpage hay là những video ngắn ngắn kiểu TikTok khoảng 30 giây một phút ha. Thì YouTube thì nó sẽ rõ ràng hơn. Mỗi cái thì nó có mỗi cái ưu nhược điểm khác nhau. Ở đây là cái ngã tư giao nhau giữa đường 3 tháng 2 nè, đường Nguyễn Văn Cừ, và phía trước mặt đó là đường Lê Quý Đôn. Vô trong Lê Quý Đôn thì có hủ tiếu Hồng, ăn cũng rất là ngon. Trước này thì rẽ lên lại khu Hòa Bình nè, rồi đường Hai Bà Trưng hay là đường Phan Đình Phùng. Còn phía bên tay trái, Nhân sẽ rẽ qua phía bên tay trái là đi tới đường Hoàng Văn Thụ. Rồi, chúng ta sẽ xuất phát qua bên phía đường 3 tháng 2 hướng về phía đường Hoàng Văn Thụ ha. Bây giờ mùa này xe cộ chúng ta cũng thấy là cũng còn rất là đông khách du lịch. Bắt đầu sau 15 tháng 8 thì chúng ta thấy là học sinh đi học lại cũng khá nhiều rồi, cho nên là du lịch cũng chững lại và thường là đông vào cuối tuần. Cái nhu cầu ngày nay mà đi du lịch, đi tham quan á, rồi kiếm những cái căn villa biệt thự để ở, đặc biệt là nhà nguyên căn á. Nhà nguyên căn chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái ưu điểm so với chúng ta ở khách sạn. Đó là chúng ta đi 2-3 gia đình, hoặc là gia đình chúng ta đông, nhiều thế hệ, ông bà, nội ngoại, rồi con, cháu chắc đi cùng với nhau. Nhiều khi là cả gia đình đi 14-15 người, thì chúng ta thuê một cái căn villa, nhà nguyên căn chúng ta ở rất là hợp lý. Ở chỗ là chúng ta có phòng khách nè. Rồi chúng ta về chúng ta có thể làm BBQ hoặc là nấu ăn nấu uống, rồi hát hò karaoke sinh hoạt chung, nó rất là tiện lợi so với khách sạn. Khách sạn thì chúng ta về phòng nào thì đóng cửa phòng nấy, chúng ta khó có thể giao lưu, khó có chỗ mà hát hò ăn uống vui chơi. Nhân đang rẽ qua phía đường Hoàng Văn Thụ hướng vào các cái điểm khu du lịch nổi tiếng ở trong hướng đi vào Tà Nung đó quý vị. Đặc biệt là thác Cam Ly nè, rồi làng hoa Vạn Thành, Quét Garden, Bobby Farm, Cao Nguyên Hoa Đà Lạt, khu du lịch Chuồn Chuồn, Thúy Thuận vân vân. Nói chung là rất là nhiều. Đi vào hướng Tà Nung thì chúng ta phải nói là khoảng tầm 20-30 khu du lịch khác nhau. Nếu mà phải kể hết là phải 20-30 khu lớn nhỏ khác nhau, có những khu rất nổi tiếng. Nổi tiếng nhất là phải kể đến là ví dụ như là khu Bobby Farm, Cao Nguyên Hoa Đà Lạt, rồi Hoa Trong Rừng, khu du lịch Chuồn Chuồn, Thúy Thuận, Thung Lũng Cát Vị Thân, Suy Cấp Farm vân vân, rất là nổi tiếng. Ở đây là gọi là khu vực Nam Thiên. Thác Cam Ly cách 1,2 km. Con đường này vào mùa du lịch á, xe cộ đi rất là đông, rất là tấp nập. Trước mắt là trường tiểu học Nam Thiên,
Hôm trước Nhân chở các vị khách từ Vũng Tàu lên Đà Lạt tham quan, thì đi tới những cái ngôi trường các bé rất là thích. Trường học ở Đà Lạt nó có cái view, rồi cái khoảng sân rừng thông. Các bé mà học lớp 11, 12 khi mà các bé biết được những cái đẹp, những cái giá trị của môi trường và khí hậu, các bé rất là thích cái cảnh quan Đà Lạt. Đường Hoàng Văn Thụ hiện nay đang được mở rộng, nâng cấp thành 14m. Hiện nay là mặt đường khoảng 7m thôi, sắp tới đây là mở rộng lên tới 14m. Cho nên là chúng ta thấy có một số vị trí người ta đang mở rộng ha, giải phóng mặt bằng. Sau này là đường này nó rộng lắm. Và mới đi đó thì Nhân đã tới cái con đường ngay ngã ba, ngay nhà hàng chay Từ Hạc. Nhân sẽ rẽ lên cái đường Gió An để tới căn villa ha. Bây giờ Nhân sẽ xuất phát vào bên trong ngay cái ngã ba này. Đây là đường Gió An. Con đường này ở vị trí trên cao có cái view đẹp lắm. Và cái căn villa mà hôm nay Nhân giới thiệu thì cũng có cái view ở trên sân thượng á, nhìn rất là đẹp. Đường Gió An thì rộng rãi, đường nhựa, ô tô đậu đổ thoải mái. Đường này không có cấm cho nên là ô tô đậu đổ rất là thoải mái. Từ vị trí cái ngã ba Hoàng Văn Thụ và đường Gió An thì tới căn mà villa Nhân giới thiệu có khoảng 100m thôi. Ở đây là địa chỉ 24 Gió An. Đây là cái cổng đi lên căn villa tháng 8. Trước mắt chúng ta đó là căn villa tháng 8. Bây giờ Nhân sẽ đi vào bên trong ha. Phía này là đường Gió An hướng về phía dưới đường Hoàng Văn Thụ và về phía Đà Lạt ngay Hồ Xuân Hương. Còn ở đây là cái con đường rộng rãi, đậu đỗ ô tô thoải mái ha. Hồi nãy thì Nhân xuất phát ở ngay khu vực cà phê Nhật Nguyên, rồi đường Trần Quốc Toản hay là Bùng Binh chợ ngay chợ đêm này, ngay khu vực chợ đêm này. Thì từ ngay khu vực này mà chúng ta đi lên con đường Trần Phú, rồi chúng ta đi qua đường Hoàng Văn Thụ và đi đến Gió An và đi vào căn villa. Thì khoảng cách là 2,5 km và chúng ta đi mất 6 phút đi ô tô hoặc là đi xe máy. Chỗ này thì có đậu đỗ ô tô thoải mái ha. Hoặc là chúng ta đi ngay cà phê Nhật Nguyên, chúng ta vòng qua đường Nguyễn Văn Cừ, đường 3 tháng 2 giống như hồi nãy Nhân đi, rồi đi qua đường Hoàng Văn Thụ và tới đây đi lên đường Gió An. Từ đây tới đây là khoảng tầm 150m thôi, là lên tới căn villa. Thì cả hai đoạn đường đi đều mất 2,5 km. Bên này cũng 2,5, bên này cũng 2,5 km, rất là gần ha. Đó, thì bản đồ theo vệ tinh thì chúng ta thấy cái đoạn đường đi. Thì một cái căn villa đẹp mà nằm ngay trung tâm, cũng rất là gần trung tâm, 2,5 km thì quá gần rồi. Căn villa tháng 8, địa chỉ 24 đường Gió An. Khuôn viên bên trong này, người ta trồng hoa hồng, rất là nhiều hoa ha. Không cần phải đi đâu, trong khuôn viên của căn villa đã có rất là nhiều cây cối đặc trưng của thành phố Đà Lạt, như là hoa hồng trồng ở Đà Lạt nở rất là đẹp. Rồi đây có những cây thông làm tiểu cảnh. Lối đi người ta thiết kế theo phong cách cái máy Nhật á, đứng vào chụp hình rất đẹp ha. Đây khuôn viên sân vườn rất là đẹp ha. Đây là cây hoa giấy nè, hoa hồng nè, cây thông, cây tùng nè, những cái mái Nhật chạy dài theo cái lối đi
nhìn rất là đẹp. Ở đây là có một cái không gian, chúng ta ở villa này thì chúng ta có một cái không gian sân vườn để chụp ảnh, để ngồi chơi, để trò chuyện. Ở đây có một cái lối đi để đi vào căn villa và cũng là một cái khu vực để chụp ảnh được luôn. Căn villa có tên gọi là August Villa Đà Lạt, là Villa Tháng 8, một căn villa tọa lạc ở trên đường Do An, cách trung tâm thành phố Đà Lạt, cách chợ đêm Đà Lạt chỉ có 2,5 km, có chỗ đậu đổ xe ô tô ở phía trước, có khuôn viên sân, là một cái khuôn viên sân Nhật Bản trồng rất là nhiều những loại cây đặc trưng của thành phố Đà Lạt như hoa hồng, cây tùng, cây thông hay là một số các cái loại hoa khác mang dáng dấp hơi hướng thiết kế Nhật Bản, với cái lối đi vào khá đẹp ha. Đó là cái khoảng sân khá đẹp ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong khám phá từng vị trí của căn villa hôm nay. Nhân giới thiệu đó là Villa Tháng 8, khuôn viên tràn ngập hoa lá từ thu hải đường, những cây thảo mộc tới những cây lá phong. Có nhiều cái loại hoa mà Nhân cũng không biết tên luôn. Ban đêm dọc cái lối đi này, người ta bật điện lên rồi đi lui đi tới khu vực này ban đêm để ngắm cảnh, để uống cà phê, thưởng thức một ly trà thôi là cũng thấy quá đẹp rồi. Thời tiết ở Đà Lạt thì mùa này mùa hè so với các tỉnh khác, tuy nhiên là ở Đà Lạt thì quá mát mẻ. Đây thì có một cái hồ nước, hồ cá koi ha. Chúng ta chưa biết là phong ấp như thế nào, nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái khung cảnh của cái sân thôi là chúng ta đã thấy thích rồi. Đối với bản nhân thân nhân thì mỗi lần đi vào căn villa này, Nhân rất là thích, cây cối rất là nhiều, đấy cái hoa lồng đèn nè, rồi những cái loại hoa, cái cây này rất đẹp ha, cây này Nhân cũng không biết tên gì, rồi hồ cá koi nè, nước rất là trong, cá bơi lội, đúng phong cách là một cái căn villa kiểu Nhật luôn. Rồi cái cây này rất thơm nè quý vị, cây này là hoa hoa lài, hoa nhài gì nè, thơm thơm phức luôn. Cây này người ta dùng để ướp trà đó, vào đây thơm ngào ngạt luôn. Đây là một loại hoa ngũ sắc tím. Thềm nhà có hoa, đứng bên cái cây này, hoa thơm. Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh của Nhân Lai Cà. Em là An, là chủ nhà của cái Villa August. Thì hôm nay em cũng mời Nhân tới đây để quay cho quý vị khán giả coi cái villa của bên em. Thì xin mời mọi người cùng em để đi lên trên. Mình sẽ tiếp tục để khám phá thêm cái không gian của villa của bên em ạ. Dạ, bên đây là, xin giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cái hồ cá koi của bên em, là cũng tạo phong cách của Nhật Bản, cho nên các bạn cá này cũng được nuôi rất là tỉ mỉ, chăm chút. Mời quý vị đi lên trên bên trên là căn của villa bên em. Bên này hoa ngũ sắc quanh năm là nở, cũng được các bác chăm vườn chăm rất là cẩn thận, chu đáo. Nhiều người, nhiều khách hỏi là em là đây là hoa gì, thì em giới thiệu với mọi người đây là hoa nhất chi mai ạ. Hoa này cũng nở, nhất chi mai nở quanh năm, bạn ấy nở từ gốc tới ngọn luôn, và đến những mùa Noel thì cây đào bên em nở bông là kín luôn. Xin giới thiệu với tất cả quý khách vị là bên em, villa bên em thì có hai phòng đôi và ba phòng đơn, sức chứa thì từ 10 tới 14 người. Mời khách đi vô coi bên trong bên em. Đây là một phòng đôi của bên em ạ.
bên em có trong này có phòng bếp để mở đèn cho mọi người coi. Vâng, đây là vừa phòng vừa ăn và bếp, thì bên em có đầy đủ các dụng cụ nấu ăn như là chén bát này, lò nướng, máy giặt, tủ lạnh, bên em cũng đầy đủ hết. Thì em thiết kế thì tất cả là để trong khuôn viên kín, cho nên là nếu mà các quý vị có lên trên này thì mình cũng có thể trải nghiệm và nấu ăn tại villa của mình, cũng có những cái không gian riêng tư và cũng có thể đi ra chợ mua những cái đồ của Đà Lạt mình về đây chế biến, mình cũng không có. Thay vì những là đi ra ngoài ăn uống thì có những quý khách cũng lại thấy là hơi ngại vấn đề đi lại. Đã vừa rồi là em cũng có giới thiệu sơ với quý vị về cái căn villa của bên em. Đã thì để tiếp theo thì để bạn Nhân sẽ review tiếp những cái không gian cho quý vị biết. Thì nếu mà có dịp có quý vị lên trên Đà Lạt ấy, thì thấy villa của bên em phù hợp thì quý vị có thể liên hệ với em qua số điện thoại mà bạn Nhân sẽ để trên video của bên em của cái video này ạ. Xin cảm ơn quý vị nhiều ạ. Vừa rồi là chị An đã giới thiệu sơ một số cái nội dung thông tin của villa của bên chị. Còn bây giờ thì Nhân tiếp tục sẽ review cũng như là báo giá cho quý vị ha. Thì đây căn villa với sức chứa lên tới 15-16 người, nhưng mà giá cũng rất là ok luôn. Và chúng ta cũng, nếu mà đi đông thì chúng ta cũng có thể kê thêm nệm để ngủ ha. Trước tiên đó là căn villa. Khi mà thuê thì chúng ta thấy căn villa sẽ có những cái không gian mà gọi là sinh hoạt chung. Đây là bếp ha, bếp điện, bếp từ, rồi lò vi sóng, máy giặt, tủ chén bát, rất mới, rất là đẹp ha. Đây, những tủ chén đó, rất là dễ thương. Rồi máy giặt, nhà vệ sinh chung. Đây là nhà vệ sinh, phòng tắm. Rồi bên này là có phòng tắm riêng. Bật điện lên cho sáng ha. Đây, phòng tắm riêng nè, nhà vệ sinh nè. Rồi bên này tủ lạnh, tivi, bàn ăn. Bàn ăn, ghế, bàn ăn rất là đẹp luôn. Trước tiên đó là hai cái phòng này, phòng đôi hai giường này, chúng ta ở được 4 người. Ở đây thì có tổng cộng là hai đôi và ba đơn. Đây phòng đơn này, nhưng mà phòng đơn chúng ta thấy là rất là rộng ha. Chúng ta cũng có thể kê thêm nệm phụ để ngủ nếu mà chúng ta đi đông người. Có ghế sofa, cửa sổ thông thoáng, view phía trước mặt. Phòng ngủ đây thì chúng ta cũng thấy có cái view nhìn về phố nè. Ban đêm bật điện lên sáng. Vừa rồi thì đợt trước Nhân có review căn villa này, có nhiều quý vị khán giả mà trên kênh của Nhân đã xem và đã tới đây ở. Thì mùa hè với giá dao động từ 2,5 triệu cho tới 3 triệu đồng, tùy theo số lượng khách, tùy theo thời điểm ha. Nếu mà chúng ta đi ít người hơn thì chúng ta có thể thương lượng giá với bên chị An. Những video review về những căn villa, những căn biệt thự, những căn khách sạn thì Nhân review khá là chi tiết và rất là rõ ràng để cho chúng ta có thêm sự lựa chọn. Vì cứ review ngắn, quay ít thì cái không gian nó không đủ và chúng ta không có mường tượng ra được khách sạn như thế nào. Tủ để đồ, máy sấy tóc, ấm đun siêu tóc. Sau
sàn nhà thì được ốp gỗ nên tạo cái không gian vô cùng ấm cúng. Phía trước villa là cái khoảng sân rộng, trồng rất là nhiều cây cối, cũng như là ở vị trí này cao cho nên là chúng ta nhìn thấy được cái view ở phía đằng trước mặt. Đó là khu Nam Thiên, rồi khu Huyền Trân Công Chúa, rồi hoa Nhất Chi Mai, hoa hồng, hoa ngũ sắc, và không gian để chúng ta phơi đồ này. Nếu mà chúng ta ở vài ngày hoặc là chúng ta có con nhỏ, giặt giũ phơi đồ. Tiếp theo đó là một căn phòng đơn nữa. Căn phòng đơn này cũng khá rộng, vừa mới thiết kế thêm. Đây, khu vực nhà vệ sinh ha. Nhà vệ sinh với phòng tắm thì được tách riêng ra, ngăn bởi những vách kính. Thì những cái căn nhà hiện đại ngày nay thì người ta sẽ thiết kế nhà vệ sinh với phòng tắm riêng, để khi mà chúng ta tắm nước không có bị bắn lên lavabo hay là nhà vệ sinh. Đây là cái tủ đựng đồ ha, phong cách Nhật Bản, kéo ra kéo vào nè. Đó, phòng này chúng ta ở được 2 người, phòng rất là rộng ha. Bây giờ chúng ta sẽ hướng lên phía trên lầu. Ở đây có một cây đào rất là to nè. Hướng lên phía trên lầu để quay những cái căn phòng tiếp theo. Không gian ở trên lầu thì có một cái khoảng sân rộng nè. Đó, có bàn ăn nè, có lò nướng để nướng BBQ nè, nướng đồ ăn nè. Ngày nay đi du lịch mà chúng ta thuê villa, nhà nguyên căn thì thường người ta sẽ kết hợp nấu nướng, ăn uống, hát hò, vui chơi. Phía dưới là cũng là một cái khoảng sân ha, với rất là nhiều cây hoa lá cành. Đường phía trước, bên cạnh của căn villa thì có một cái home nho nhỏ cũng khá dễ thương, trồng rau, trồng cây cối nè. Rồi, cái view ở phía đây là nhìn về phố, view nhìn về phố rừng thông nè, trường dân tộc nội trú nè. Đó, cái view cũng khá cao và cũng khá đẹp. Nằm đây trải ghế ra ngồi ngắm cảnh cũng được ha. Rồi, chúng ta sẽ vào bên trong. Thì phong cách cửa kéo ra kéo vào ha. Phòng khách, tranh thì treo những cái bức tranh về hồng Đà Lạt. Phòng khách ngồi chơi. Bên trong là một căn phòng đơn nữa. Những cái căn phòng ở đây rất là rộng và tất cả các căn phòng đều lấy ánh sáng tự nhiên ở bên ngoài, đều có những cái khung cửa sổ nè. Đây, cửa bên ngoài đi ra. Phía dưới nhìn cái khu vườn khá dễ thương ha. Căn phòng bên trong rộng rãi, có thêm một cái ghế để ngồi, rồi nhà vệ sinh, phòng tắm, có một cái phòng tắm riêng ở bên trong. Đây, phòng tắm riêng, nhà vệ sinh, giá treo đồ, lavabo. Phòng vệ sinh này khá rộng. Đó là chúng ta được 3 phòng đơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới một căn phòng tiếp theo. Đó là phòng đôi. Đây, một căn phòng kết nối với căn phòng này là một cái căn phòng bên trong, có vách ngăn nè ha.
rồi nhà vệ sinh, tất cả nội thất cũng như là những đồ dùng ở trong căn villa hôm nay mình đang giới thiệu thì đều nhìn khá mới. Ở đây thì người ta bố trí cho chúng ta mỗi phòng thì có quạt để nếu mà thời tiết có nóng thì chúng ta sử dụng, nhưng mà thời tiết mùa này thì ở chỗ khác mùa hè thì rất là nóng, nhưng mà mùa hè ở Đà Lạt khá là mát mẻ và thậm chí là nhiều hôm còn lạnh nữa, trời mưa còn lạnh nữa. Rồi hệ thống internet wifi, phòng nào cũng có cửa sổ rồi cửa hông cho chúng ta một cái ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào trong phòng, không cần phải bật điện, chúng ta cũng đủ ánh sáng vào ban ngày. Và đây cái đường luồng bên hông, chúng ta có một cái khoảng sân để ra đây ngắm cảnh nè. Nhìn về phía thành phố từ vị trí này thì Nhân sẽ để trên Google Maps với cái khoảng cách là bao nhiêu để cho quý vị xem ha. Giá cũng như là số điện thoại của chị chủ thì Nhân cũng để ở góc trái màn hình. Chúng ta thấy phù hợp với chuyến đi của mình thì chúng ta liên hệ đặt căn villa cho chuyến đi nghỉ dưỡng của mình tại thành phố Đà Lạt. Như vậy là chúng ta có 2 đôi và 3 đơn. 2 đôi thì chúng ta ở được 8 người, 3 đơn chúng ta ở được 6 người thì tiêu chuẩn là 14 người. 14 người tiêu chuẩn ha. Và giá của căn villa tại thời điểm mà Nhân review thì giá là 2,5 triệu cho tới 3 triệu. Thì vào dịp lễ Tết hoặc là sắp tới 2 tháng 9 hay là festival hoa thì giá có chút thay đổi. Chúng ta liên hệ trực tiếp với chị An, chủ bên căn villa để nắm thông tin ha. Và nếu mà chúng ta đi ít người hơn, khoảng 7-8 người, gia đình 6 người thì chúng ta sẽ thương lượng mức giá phù hợp với mình khi mà liên hệ trực tiếp ở bên chị chủ. Còn nếu mà chúng ta đi tầm khoảng 10 cho tới 14 người thì giá tiêu chuẩn thì tầm 2 triệu rưỡi cho tới 3 triệu ha. Mỗi lần Nhân review, Nhân quay thì khá là chi tiết, thì sẽ có những cái ưu nhược điểm của từng căn villa. Nhưng mà cái căn này thì Nhân thấy là có quá là nhiều ưu điểm, nhất là gần trung tâm. Thứ hai là căn villa có giá khá mềm, chỉ từ 2 triệu đồng thôi. Chúng ta có một nơi nghỉ dưỡng, có một cái nơi mà có một căn villa được lót gỗ, rồi có một cái view cũng khá thoáng, có nơi để chúng ta có tiệc BBQ buổi tối buồn ngắm phố. Ở ngay xung quanh đây thì cũng có nhiều cái quán cà phê, nhiều cái điểm check-in đẹp và nằm trên cung đường đi vào khu vực Tà Nung. Sẽ có nhiều cái sự lựa chọn. Thực ra là trên kênh của Nhân thì Nhân đăng khá nhiều những cái căn villa, những cái căn biệt thự để cho chúng ta tham khảo. Mỗi căn villa thì có những cái mức giá khác nhau, rồi những cái vị trí khác nhau. Nhân rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Còn về villa và nhà nguyên căn thì chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp bên chủ để chúng ta có một cái mức giá hợp lý, cũng như là liên hệ đặt phòng, đặt villa chính chủ.